truy bắt kẻ thuê đổ trộm dầu thải vào nguồn nước sông Đà. Ngày 18 tháng 10, Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành tạm giữ hình sự hai nghi can liên quan đến vụ đổ trộm dầu thải ở Hòa Bình gây ô nhiễm nước sông Đà, ảnh hưởng đến nguồn nước sạch của hàng trăm nghìn hộ dân ở Hà Nội. Hai nghi phạm được xác định bao gồm Nguyễn Trương Đại, sinh năm 1994, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, và Hoàng Văn Thám, sinh năm 1986, trú tại xã Chi Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận, ngày 6 tháng 10 hai người được Lý Đình Vũ thuê lái xe ô tô tải đi từ Bắc Ninh đến công ty gạch, gốm sứ Thanh Hà tại Phú Thọ lấy chất thải, bơm vào 10 thùng chứa, tổng dung tích khoảng 10 mét khối, theo VNXpress. Ngày 8 tháng 10, Đại, Thám và Vũ lái xe tải và xe 4 chỗ, đưa chất thải lên địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình đổ trộm rồi bỏ trốn. Trong đó, ô tô tải biển kiểm soát 99C-087-83 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn TM và vận tải du lịch Minh Phương, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Còn xe 4 chỗ biển kiểm soát 89A-137-66 có chủ phương tiện là Nguyễn Văn Quyền, chú huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Hiện cả hai chiếc ô tô đều bị thu giữ phục vụ điều tra. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định nghi phạm thứ ba của vụ đổ trộm dầu thải là Lý Đình Vũ, sinh năm 1982, trú xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh truy bắt đối tượng Lý Đình Vũ và thu giữ các phương tiện, vật chứng có liên quan đến vụ án, theo báo Tiền Phong.